Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Hôm nay em đang ở tại uh, thực địa ngay uh, thôn Hòn Dù của xã Khánh Nam thuộc uh, thị trấn Khánh Vĩnh. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị chín lô đất view sông cực kỳ đẹp. Phía sau lưng em đây mặt tiền đường uh, bê tông hiện tại là đường uh, rộng uh, hơn 5m và tương lai quy hoạch mở rộng mở rộng 8m chính lô đất này là bằng phẳng cực kỳ đẹp luôn phía sau view sông thì từ vị trí của em đang đứng đây á là cách ra, đi thẳng theo hướng tây của em á về ngay đường chính của của tỉnh lộ 8 b đoạn xã Khánh Nam á là tầm khoảng 2 km và về ngay trung tâm thị trấn của Khánh Vĩnh á, anh chị là chỉ 2,3 km và từ vị trí này mà tiếp nối ra ngay cổng chào của Khánh Vĩnh chỗ ngay đoạn quốc lộ 27C á, là tầm 4 km đường ô tô và cách về đúng ngay trung tâm thành phố Nha Trang của mình theo em bấm mép là chỉ 34 km anh chị ạ. À. Với giá bán là chỉ từ 480 triệu một lô và và giá đất là hiện tại là 400 470 000 thôi anh chị ạ. À. Rất là tốt, phù hợp để đầu tư bởi vì tiềm năng ở đây vị trí lô đất này á có quy hoạch sau này tương lai là sẽ xác nhập về thị trấn của Khánh Khánh Vĩnh luôn anh chị từ đây mình về thì thị trấn Khánh Vĩnh là gần chỉ có năm chưa tới 5 phút xe máy hai hai cây số thôi đây đây là chín lô đất phía sau lưng em để em sẽ quay sơ lô đất và tí em sẽ bay lại kem trên keo để anh chị hình dung thêm đặc biệt chín lô này là để có sổ hồng riêng từng lô rồi anh chị nào mua thì mình có thể ra mua bán luôn đó rồi để anh chị hình dung thêm thì em mời anh chị đi xem đất thực tế cùng em luôn nha đây anh chị theo hướng này của em là theo hướng tây này nè là mình đi về khoảng là tầm cách ra ngay đường quốc lộ 8B là tầm 1,9 km và về ngay trung tâm của thị trấn Khánh Vĩnh là 2,3 km đường ô tô là hướng này đường hiện trạng là đường bê tông rộng hơn 5m anh chị do cái lề nó bị cỏ nó mọc như thế này đường hai ô tô tránh nhau từ vị trí này là quay là lô vị trí lô số 1 nè anh chị đây khu vực này rất là cao ráo anh chị thấy không? xung quanh là rất là nhiều chiền đồi cao ráo luôn <laughs> đặc biệt thổ những khu vực này là trồng được bưởi da xanh anh chị ạ à. đối với những lô đất này thì rất thích hợp để anh chị có thể xây nhà làm nhà vườn bởi vì lợi thế thứ nhất là ngay mặt tiền đường nè rất là đẹp cái thứ hai là view sông mình có thể là tận dụng nguồn nước phù sa của sông giang để mình trồng trọt sông giang là một trong những con sông lớn của Thị trấn Khánh Vĩnh luôn anh chị Đây để em sẽ Tại vì hiện tại cái chính lô diện tích nó hơi lớn á à, Từ đây ngang qua đây là 15m Anh chị thấy là những lô là để đóng cọc riêng rõ ràng rồi Thì à, lô số 1 này thì em sẽ giới thiệu với anh chị Lô này có diện tích là 1143m2 hướng nam Với giá bán là 537 triệu 537 triệu ngang 15m dài 74m anh chị ạ, à, hướng nam phía sau tất cả lô này phía sau là đều là view sông luôn thì để tí em sẽ đi ra phía sau sông á em để anh chị xem thêm là từ cái vị trí này ra cách cách chỗ cái bờ sông mình có cao hay thấp nha đó đây là vị trí lô thứ nhất nè anh chị ở đây hầu như mỗi lô là đều ngang 15m và dài khoảng tầm 71 tới 75m phía sau đất mình là có một hàng cây bạch đàn kêu keo đây con đường rất là đẹp thì theo hướng này của em là đi vào khu dân cư về ra phía sông luôn anh chị phía trong đây là thêm có nhiều cái rẫy người ta trồng bưởi dây xanh hầu như khu vực này là em thấy toàn trồng bưởi dây xanh hết đây đây là lô số 2 lô số 2 này là Lô số 2 này là với diện tích là 1081 m2 thì 508 triệu. Tất cả ở đây đều giá 470.000 một m2 hết anh chị à. Nói chung mặt tiền đường bê tông, đường hiện trạng 6m, view sông với giá là 700 470.000 trong một m2 thì giá cũng rất là phù hợp. Tại vì uh, tương lai là nó nằm sát uh, nhập vào thị trấn của Khánh Vĩnh. Từ mình đi ra trung tâm thị trấn là cũng chỉ có 5 phút thôi. Đó cái 2 km đường ô tô rất là đẹp luôn anh chị đó thì hiện tại là đất rất là rộng và cái hai nó là bản đồ cũng nhiều lô á cho nên là em sẽ đi cái này em sẽ đi ra sông cho anh chị xem và tiếp tới em sẽ bay lên kênh trên cao để anh chị hình dung thêm về khu vực này và cũng như là thấy được vẻ đẹp của con sông Giang này nha ở đây là mình có sẵn đường đường lộ nè cái hai là mình view sông vừa thoáng mát vừa thứ hai là mình cũng có cái nguồn nước để sau này mình trồng mình tưới tiêu luôn, rất là tuyệt vời. Đó. Nhìn qua là đất thế đất rất là cao anh chị anh chị thấy không? Đất đây là ở đây là đất chiền đồi nên rất là cao. Khu vực này cũng rất là cao so với mặt sông. Đó, em sẽ đi ra phía view sông cho anh chị xem anh chị nào có quan tâm thì em sẽ gửi <laughs> bản đồ và báo giá từng lô cho dễ bởi vì mấy cái lô này toàn là 1.000 mấy nghìn mấy giá xem xem từ 48 cho tới 520 530 508 tùy diện tích đó anh chị ạ à. rất là đẹp Rồi để em để đi xung quanh đó thì bây giờ em sẽ đi review xong cho anh chị xem nha Rồi tí em sẽ bay lại kem nhanh cao để anh chị hình dung thêm về khu vực này Tại vì ở đây diện tích rộng với lại đi xung quanh đó thì anh chị cũng hình dung được phần nào á Để nhìn trên cao anh chị hình dung dễ thêm ở đây mới mưa xong ngày hôm qua cho nên là đất ở đây nó hơi nhão và hai là cái sông thì quay thì chắc nó cũng sẽ không có được đẹp như mong muốn tại vì anh chị cũng biết đó, mà mới mưa xong thì đất phiêu sông nó hay bị bạc màu con sông Giang này là con sông lớn của Khánh Vĩnh có nước chảy quanh năm luôn anh chị à và đặc biệt lô đất mình là ôm quanh cái sông hết cho nên rất là đẹp nhánh sông Giang này là chảy về xuôi ra sông cái của về Diên Khánh nha Trang mình luôn đó anh chị giống như là kiểu là đây là thượng nguồn á anh chị thấy đất bằng bằng phẳng rất là đẹp Đó, ở đây là thế đất truyền đồ rất là cao ráo mình không sợ bị ngập lụt ở đây là thổ nhưỡng này là mình trồng bưởi dây xanh mình làm cái nhà vườn thì rất là tuyệt vời vì nó cũng gần trung tâm thị trấn cho nên là mình đi vô khánh vĩnh cũng gần từ khánh vĩnh mình chạy ra đây cũng gần anh chị à nói là 34 km nhưng mà đường đẹp lắm hồi nãy em đi xe máy chạy lên đây tầm 25 phút từ như cho em chạy lên đó à ở đây có một điểm rất là đẹp anh chị biết là để em sẽ nói cho anh chị nghe ở đây nó có một điểm như này thứ thứ nhất là phía sau lô đất mình nè anh chị anh chị thấy là phía sau lô đất đó, là mỗi lô là chủ cũng đã đóng cọc lộ giới rõ ràng từng lô hết cho nên là mình cũng không sợ bị cái lô nào rắn ranh lô nào hết Đó anh chị để đóng cọc tầng lô hết rồi rất là cao. đặc biệt của lô đất view sông này là em xin tư vấn thêm với anh chị là đất của mình là đây là bên bên bồi nè anh chị à anh chị hồi giờ mà đất view sông chắc anh chị cũng biết là bên bên bồi và bên lở thường thường mặt sông lớn đó, nó sẽ có một bên bồi và một bên lở ví dụ bên bồi là nó sẽ bồi ra những cái phần đất thừa như thế này nè bồi những phần đất thừa như thế này thì để đảm bảo lô đất của mình á, phần diện tích thừa nó bồi thêm á, thì nó sẽ không có bị sạt lở cho tương lai sau này còn anh chị thấy bên đối diện không thường thì nguồn nước nó chảy thì nó sẽ có một bên là bên bồi bên lở thì bên mình của mình á, là bên bồi là nó dư cái phần đất này nè anh chị dư phần đất là nhiều và bên đối diện là bên lở bên lở là sao bên đó là nó hay bị lở đất đó anh chị cái nước á, cái nước nó làm cho đất nó bị xói mòn thì anh chị thấy bên kia nó không có dư được cái bờ đó, là gọi là bên lỡ. Còn bên mình đó, là bên bồi là anh chị thấy không? cái phần đất của mình thừa rất là nhiều đây. Rồi vài rất là cao. Đó, chỗ này là bao ngập lụt luôn. Từ em đứng từ vị trí này mà em nhìn xuống cách phía sông á, anh chị. Từ vị trí này em nhìn xuống cách xuống sông chắc không phải tầm cỡ 5 mét. 5-6 mét rất là cao. Hình như là cũng phải hơn 5-6 mét á rất là cao lắm anh chị à Đó. Sông thì nước có nước chảy quanh năm luôn. Đây đây là con sông Giang. Rất là đẹp. Nước chảy quanh năm. Đó, em đứng từ cái cái lề này anh chị, xuống tới đó là em tính là chắc phải hơn 5 mét. Cho nên là khu vực này là anh chị không thứ nhất là không sợ bị sạt lở, cái thứ hai nữa là mình cũng cao không sợ bị ngập lụt. Đó. em giải thích anh chị bên bồ bên lỡ là bên kia thì nó nó lỡ nó xét xét cái mép nè anh chị thấy không cái đất nó sẽ lỡ nó không có phần đất thừa còn bên bồi á view sông bên bồi là nó sẽ hay có những phần đất thừa như thế này đối với những những lô này là mình tận dụng được phía sau đây một khúc nữa này một khúc từ đây ngang qua tầm khoảng tầm 15 m anh chị từ đây ngang ra sông là còn 15 m nữa rất là tuyệt vời rồi để em sẽ bay lên cao nhân cao để anh chị xem thêm nha đây anh chị, hiện tại là em đang ở độ cao khoảng tầm 50 m so với mặt đất. Từ vị trí này là mình đi theo hướng bên trái á là đi thẳng vào là khu những khu vườn bưởi rẫy của người dân. Đó anh chị thấy không? View sông rất là đẹp. Đó em đi thẳng hướng đất của mình tới là cái con sông sông Giang hiện tại là ôm hết đất luôn. Em bay từ từ để anh chị hình dung thêm về bên dưới khu vực này là trồng rất là nhiều bưởi da xanh rất là đẹp đó thẳng hướng này là ra cuối con đường hướng uh, view sông con sông giang này rất là đẹp nước chảy quanh năm luôn anh chị đó phía dưới là những vườn bưởi của người dân đó anh chị đó tới đây là con đường là cua ra ngoài uh, view sông Đây là đoạn clip em bay cao khoảng tầm 30m. Em quay trực diện sông phía sau của lô đất mình, sông Giang. Do hiện tại là trời mưa cho nên là nước nó hơi bạc chứ bình thường nước xanh đẹp lắm anh chị. Đó anh chị thấy không? Con sông rất là đẹp. Phía sau lô đất mình là có một phần thừa đất rất là rộng. Đó anh chị, hàng cây là phần thừa đất. Phần thừa của đất phía sau mình. Lô đất mình phía sau là có những cái cây nó ôm view sông rất là đẹp Đây, từ vị trí lô đất này là hướng Hướng này là bay thẳng là về ngay đường tỉnh Lộ 8B Và về trung tâm của thị trấn Khánh Vĩnh luôn anh chị Theo hướng này là mình đi về ngay đường tỉnh Lộ 8B là tầm 2km Và về ngay trung tâm của thị trấn Khánh Vĩnh là chỉ tầm 2,3km thôi xung quanh khu vực này là trồng rất nhiều vườn bưởi dây xanh đó anh chị thấy vườn bưởi và nhà người dân sinh sống rất là đẹp thế đất ở đây là thế đất truyền đồ rất là cao đó em bay từ từ để anh chị cảm quan thông về cảnh vật xung quanh vị trí này rất thích hợp làm nhà vườn hoặc là để trồng bưởi đều rất là tuyệt vời bởi vì mình gần nguồn nước đó anh chị đó phía sau mình là view sông luôn khu vực này gần nguồn nước cho nên là mình trồng những cây ăn quả ví dụ như bưởi dây xanh trồng mít đều rất là tuyệt vời đường này là đường hiện trạng là bê tông 5m hai ô tô tránh nhau thoải mái luôn anh chị do em đang bay độ cao 50 mươi m cho nên thấy đường hơi nhỏ thôi đó bên trái phía xe xe đó là khu dân cư của xã khánh nam rồi hiện tại là em đang ở độ cao khoảng tầm khoảng 30 mươi m em sẽ bay ngang vị trí đất để anh chị hình dung thêm nhìn qua thì đất rất là bằng phẳng khu vực rất là cao ráo so với mặt sông vị trí nó là lô đất mình là chiều cao là cách sông khoảng tầm 5 tới sáu mét anh chị à cho nên anh chị yên tâm đất ở đây rất là cao những cái hàng cây phía sau đó là phần thừa của đất mỗi lô như anh chị thấy là để đóng cọc vị trí rõ ràng rồi rất là đẹp đó ôm cái view sông hết luôn rất là đẹp bằng phẳng luôn đó rất là đẹp luôn anh chị oh, đã, giờ, hiện tại chưa nắng quá nãy giờ là em đã đi xung quanh và tổng thể cũng bay lá kem trên cao thì ít nhiều anh chị cũng đã hình dung được về chính lô đất mà ngày hôm nay em tâm muốn giới thiệu tới quý anh chị rồi đúng mà với tiềm năng thứ nhất là gần thị trấn của Khánh Vĩnh thứ hai là view sông cực kỳ đẹp thứ ba là đường ô tô thông thoáng luôn đường bê tông hiện tại là hơn 5m về quy hoạch mở rộng 8m View sông giang con sông giang này là một trong những con sông lớn của thị trấn khánh vĩnh anh chị à có nước chảy quanh năm luôn cực kỳ đẹp đó và lô đất mình hướng nam cũng mát thích hợp cho anh chị nào làm nhà vườn nghỉ dưỡng cuối tuần cũng rất là tuyệt vời cái thứ hai là để dành đầu tư cũng rất là tiềm năng bởi vì khu vực này là hầu như là sát cạnh bên thị trấn của khánh vĩnh anh chị ạ à? xã khánh nam thì anh chị cũng biết là cái xã sát bên của trung tâm thị trấn cho nên ở đây là rất gần trung tâm rất là tiềm năng và thổ nhưỡng ở khu vực này là hiện tại là em thấy là trồng rất là nhiều bưởi da xanh rất là tuyệt vời đó anh chị nào có quan tâm tới chính lô đất này thì hãy gọi cho tâm với số điện thoại là 089990339 em tâm sẽ xin mời xin mời anh chị đi xem đất và cũng như là tư vấn hỗ trợ pháp lý cho anh chị luôn ạ à. tạm biệt ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của tâm tạm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình tạm biệt quý tất cả mọi người